第三百八十一天。ngày ba trăm tám mốt. Hai nghe phải nhắc lại cách nói. Không phải ngày thường chưa đặt chỗ cũng không vấn đề gì. <laughs> 不是，平日没预定也没问题。不是平。<laughs> 日没预定，也没问题，不是平日没预定，也没问题。 不是, bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. thuận theo con đường này.顺着这条路。cảm giác tay rất tốt.手感很好。 mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? Chán sao vài Y hợp thân, làm sao bản. Tiếp tục đi thang máy. Tiếp tục đẹp điện thi. Đồ đẹp giá rẻ. Ủa máy. Tiếp tục đi đi trả tiền. Chuy phủ chén. Người Đài Loan. Thái Oan rấn. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền. Không có việc gì, không sao. Mấy sở. Mười phút. Sứ phân trung. Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. 放心不会 xin, Càng nhiều càng tốt. 越多越好。buôn Như tốt. nhé tôi, Như tốt ạ à. Quay lại mua, Khuấy thấu mãi, Sẽ còn đến mà. 还会来的。撕 bụng，解 bụng。留着肚子。việc của bảy tám năm trước，七八年前的事。sợ，thả，đi ngược lại，quay ngược lại，往回走。 打球，预定位置。打球车提前预定位置。日，平日。